Em xin chào cô chú anh chị và các nhà đầu tư. Thì hôm nay em có đến vị trí là xã Tiên Bình, khu huyện Vĩnh Hưng. Thì hôm nay em có nhận quay bán cho chủ một lô đất diện tích là 13.000 mét vuông nha anh chị. Thì đất của mình là mặt tiền được 95 mét. Mặt tiền này nè anh chị, từ vị trí từ bên đây nha, qua tới cây cao bên kia nha anh chị là 95 mét. Thì phía trước mình là con lô đất này 5 mét nha anh chị. Và trước đất mình luôn là có một con kênh. Kênh này là rộng ngang 10 mét nha anh chị. Thì hậu miếng đất mình vô là 1,4. Hậu phía trong là dài 95 luôn nha anh chị. Thì đất mình là nằm trong cái diện là đi bao hai vụ nha cho anh chị. Thì ở đây thì đã lên đi bao hết rồi, nhưng mà chỉ xài được hai vụ thôi nha. Thì đất mình đây là ganh gấp bờ cõi rồi hẳn hòa hết nha anh chị. Đất mình là một lô một khu một nha. Thì giấy tờ pháp lý đồ sổ hồng rõ ràng hết nha anh chị. Mình có thể công chứng trong ngày luôn nha. Thì lộ mình đây lộ xe máy xe ba gác, mình vô tới đất được nha anh chị. Thì dự kiến trong năm nay đó là đất này nhà nước mở rộng con lộ ngang luôn nha anh chị. Thì dự kiến là sửa lại con lộ này nè. Thì hiện tại xe ô tô mình anh chị vẫn có thể vô tới chỗ luôn, nhưng mà vô thì nó cây nó hơi quẹt tí nha. Thì đất mình nó là cách thị trấn Tân Hưng tầm khoảng 5 cây số nha anh chị. Từ vị trí là từ chùa nổi đó anh chị vô tới đất tầm khoảng 2 cây số nha. Thì anh chị thấy đất mình đây là mần rất là trúng luôn nha. Rất là tốt luôn. Hiện tại thì đất mình ở đây là chưa có điện nước nha anh chị. Chỉ nước là mình xài nước ở dưới kênh lên thôi nha, để mình bơm lên mình làm vụ đó. Còn đây là cái ganh phía bên bờ bên đây nha anh chị. Thì ganh này á thì mình cứ đi thẳng vô luôn, bờ cõi rồi rất là ngay nha. Thì thửa đất này thì chủ đã cắm ganh gấp đồ cọc bê tông đồ hẳn rồi hết rồi nha anh chị. Thì anh chị nào quan tâm đến thửa đất này thì cứ liên hệ với em tên là Linh, qua số điện thoại là 0949 394 622.